Rất vui được chào đón anh chị em tiếp tục quay trở lại với kênh của Hoàng Nam Audio. Hôm nay thì bên em lại tiếp tục test một em nọc xì đến từ thương hiệu ADC và có model là SS315X gửi cho một anh khách ở trên Vĩnh Phúc nhé. Năm mới thì anh cũng đã chuyển cọc cho em từ hôm mùng 6 và có hẹn là cuối tuần về thì sẽ chuyển cọc, chuyển nốt số tiền còn lại và để nhận hàng anh em nhé. Và em sẽ gửi qua hệ thống xe ghép từ Hà Nội lên Vĩnh Phúc, anh sẽ nhận sau vài tiếng thôi. Đó. Thì như mọi lần thôi, tất cả các cái máy móc em gửi đi em đều test lại một lần nữa và em quay góc cạnh để gửi đến cho khách hàng. Đó, để tránh cái sự tranh cãi, tranh luận sau khi mà có thể bị cấn móp mặt hàng. Đây, góc cạnh thì anh em có thể nhìn thấy là rất là đẹp nhá. Đấy, nóc thì là sơn zin, máy thì zin 100% luôn. Đấy, tất cả các cái sản phẩm máy của bên em sẽ đều được bảo hành miễn phí 100% trong vòng 6 tháng đầu tiên anh em nhé. Anh em lưu ý là bảo hành sẽ giữ nguyên tem niêm phong giúp em. Em sẽ niêm phong vào ốc cũng như các cái máy mà của các cái hãng người ta bán ra. Đó, và sẽ được bảo hành miễn phí 6 tháng. Ngoài 6 tháng anh em mà không may xảy ra lỗi thì vẫn có thể liên hệ để bên em hỗ trợ kỹ thuật cũng như là bảo hành cho anh em nhé. Đó, bên em sẽ đóng gói và gửi cho anh ấy trong sáng ngày hôm nay. Anh chị em nào mà đang có nhu cầu muốn sở hữu một em nọc xì đến từ thương hiệu ADC với mã là 315X hoặc các cái mã tương tự cao cấp hơn hoặc thấp hơn cũng có thể liên hệ qua Zalo đang hiển thị sẵn ở trên màn hình để được tư vấn miễn phí anh em nhé. Giá của sản phẩm này bên em đang bán ra với giá là 7.800.000 anh em nhé. 7.800.000. Anh chị em quan tâm có thể liên hệ với bên em. Đó, rất là vui khi được rất là nhiều anh em đã chốt đặt cọc các cái sản phẩm trong những ngày đầu năm mới em mở hàng và em cũng có đã lì xì cho anh em rất là nhiều. Đấy, lấy may. Nên là anh chị em nào mà đang có nhu cầu muốn sở hữu một em nọc xì thì có thể liên hệ với bên em ạ, qua số hotline đang hiển thị sẵn trên màn hình. Em xin gửi lời cảm ơn anh trai ở trên Vĩnh Phúc đã tin tưởng và ủng hộ bên em. Tất cả các sản phẩm em đều đã test rồi. Anh em dùng em này thì có một cái điểm rất là lợi thế hơn các em nọc xì khác, đó chính là có volume này, có đèn nước này, có led đầu cần này. Em này thì nó hội tụ được tất cả các cái tính năng của một em nọc xì. Đó, có những em nọc xì thì không có led đầu cần, không có đèn nước và không có volume, chỉ có phare cần gạt đơn thuần thôi. Đó, em này thì nó hội tụ được tất. Anh em có thể ghép cục bao, ghép âm ni, chơi nghe nhạc karaoke và điều đặc biệt là cái độ áp phê của nó lên rất là mạnh nhé. Đó, anh chị em chơi em này thì cực kỳ là tuyệt vời rồi. Với phân khúc giá cũng đang khá là tốt so với trước kia và cũng so với rất là nhiều các em nọc xì khác anh chị em nhé. Anh em xem video thì đừng quên bỏ 1-2 giây nhấn giúp em một lượt like để được đề xuất những cái video tiếp theo đến cho anh chị em. Anh em chỉ cần like và đăng ký kênh thì các cái video tiếp theo nó sẽ tự động nó nổi lên trên các cái kênh của mình để mình có thể xem và lựa chọn các cái sản phẩm mà mình đang có nhu cầu tìm cũng như là thích hợp với kinh tế của gia đình mình. Cảm ơn anh chị em rất là nhiều. Em xin phép tạm dừng clip tại đây. Địa chỉ shop em tại số 22 ngõ 30 phố Chùa Vua, Chợ Giờ, Hà Nội. Cảm ơn anh chị em rất là nhiều. Chào anh chị em ạ.